Chào các bạn, hôm nay mình khui cái cây CLP645R ha, 645R. Nặng quá. Đã làm như là muốn ảnh ốc lên trên mạng. Rồi. Nằm cái này dịch là không cần hả, không cần. Cái loại này, không, cái loại này không dịch được. Đây là cái dây về đàn cắm lên cái đàn. Rồi các bạn chú ý cái phần này nha. Lát nữa mình khi mình ráp lên đó, đây là cái bộ phận cân bằng để nó đẩy cái về đàn lên. Nên là các bạn khi xong hết rồi các bạn tăng đơ cho nó phù hợp. Rồi, quay mặt lại. Mình cắm này vô. Các bạn vặn từ dưới lên trên. Ở dưới đây này có một cái nút nha. Gà nữa vô. Rồi, vặn từ dưới đây. Cái đầu đàn này lên cái chân là sao? Bước cuối cùng mình đặt cái đầu đàn lên. Chưa, chặt cũ ha.
cái này các bạn cẩn thận nha, nó khá nặng đó. Sáu con đó, còn 2, 3, 4, 5, 6, 6 con đó mình vặn từ bên dưới lên nhé các bạn. Kinh nghiệm của mình là bắt mấy cái con này, các bạn bắt hai con đầu tiên các bạn bắt hờ thôi, đừng có bắt chặt. Khi nào mà mình vô được 3 con rồi á, hẳn bắt chặt. Rồi, xong các bạn kiểu như vậy. Rồi họ có cho mình thêm cái phần này để mình móc cái headphone của ta nhé. Mình móc tai nghe vào. Đúng rồi. Ráp luôn. Ở đây các bạn giới thiệu bạn đây cái ghế ha, ghế zin. Đẹp lắm. Ghế zin đẹp lắm. Ghế zin. Mình quen gọi ghế zin rồi bởi vì có một số hàng không có ghế thì mình phải dùng ghế Việt Nam. Thì ghế này ghế theo đàn luôn. Nên mình gọi nó là ghế zin. Mà ghế thường mấy ghế này mắc lắm, mấy ghế này mua riêng chắc 2 triệu một cái. Nhưng 2 đến 4 triệu mình không nhớ lắm cái giá. Thật ra cái vách này nói cái giá trị nó lại không đúng. Thường cái vách này bắt đầu nó càng full á thì cấp độ nó càng cao, tức là cái đàn nó càng mắc tiền. Hễ mà cái đàn vách nó tới đây thôi thì cái đàn nó có mười mấy 20 triệu à. Vách cái bắt đầu nó lên đây là 40 mấy triệu và 50 triệu nha các bạn. Một chi tiết nhỏ thôi, người trong nghề như mình mới nắm. Và một điều nữa là thường cái đàn mắc tiền á nó kèm theo là cái đàn nó to. Các bạn thấy không? Ví dụ xe quay đi, bao nhiêu tiền? Cũng cỡ 40 triệu. Xe. Ví dụ mình nói xe quay đi ha. Nó bao nhiêu? Mười mấy 20 triệu. Xong rồi lên to lên dần, xong tới PCX là nó to rồi, SH nó to nhất đúng không? Và SH mắc nhất. Nó tương tự vậy, đàn cũng vậy. Thì thật ra mà đồ xịn á thì nó phải nặng. Nó phải bự, nó phải nặng. Rồi anh kia anh lắp cái ghế cũng sắp xong rồi. Rồi gạt nó lên, đằng sau nó có một cái chân trống đó, xong các bạn ơi. Thôi người đầu tiên khai đao cái đàn này thôi để cho chủ nhà nha. Để cho chủ nhà đi, cái anh đang quay cho mình là anh là chủ nhà đó. Mình bán nha anh cho chú này cái duyên, tự nhiên sao chú qua chú thấy mình đẹp trai chú mua. Chú hỏi cái giá bên kia vậy, bên con có gì khác không? Bảo thôi dạ không, bằng nhau không, vậy mắc gì chú mua của con, tại con đẹp trai. Dạ ha. Rồi từ non nó nằm ở đây. Kìa nó lên rồi. À các bạn đây, cái này là volume nhá. Đó các bạn mở thôi chính giữa đi, đó ống khai đao rồi đó. Cái giây phút ráp đàn á, thực tế là giây phút enjoy nhất. Nó là enjoy nhất là cái lúc ráp đàn, y như mà các bạn mua điện thoại ấy, cái lúc khui hộp mới là đã nhất. Chính xác. 2 ngày thì bắt đầu nó thường, lúc này là đẹp đẹp nhất. Các bạn nhìn cái ghế nè. Rồi, ghế đó bằng da nha các bạn, ngồi hơi bị đã nha các bạn. Các chi tiết đáng tiền lắm. Giờ các bạn bỏ mấy triệu ra các bạn không có thuê thợ mà đóng được cái ghế đẹp giống như vậy đâu, thì nó thiệt không có được đâu. Đây là phiếu bảo hành, mỗi lần quy trình mua bán hàng á thì chắc chắn là hàng chính hãng mà có phiếu bảo hành ha. Rồi mình xé cái này cho khách, rồi mình ghi một số thông tin gì đó ngày thôi thì họ có cái tem chống hàng giả ha. Rồi phần này là phần phiếu bảo hành cho khách hàng giữ, cái này là mình đem cái cùi này về.
và thường á, đó, có bao thư dễ thương chưa? Trong đây là có thể hiện. Tiếp theo, đây là cái gì? Đây là cái iPad, iPad của mình chứ. Mình có bán, cái này là cái hàng. Rồi. Nó có chức năng Bluetooth không? Con này đọc từng đó, thấy là nó có thể chơi song song với lại đùi đàn. Dạ, con làm thử cái đó không? Giờ con làm, nhưng mà cái nó không phải là Bluetooth. Nó có dây. Dây à? Dạ, mà cái dây này mua hơi mắc tiền. Dây này mua 1 triệu. Ồ, không sao. Không sao. Mua cái đàn mấy chục triệu, cái đàn cái dây 1 triệu không sao. Đúng. Đây, đây, mình cắm vào cái chỗ hồi nãy mà mình thắc mắc đó. Nào, xem nào. Đó, xong chưa? Xong rồi. Mình cắm bên này. iPad hay iPhone gì đều được hết á. iPad, iPhone cắm vô đều được. Nói chung iPhone 7 của em có thể cắm vô cũng được luôn. Được luôn. Đó. Rồi, vậy mình đã đào sẵn cái app Pianist, Smart Pianist. Đây nè các bạn. Các bạn nhìn kỹ Smart Pianist đây nha. Có thể tra kỹ vô. Đó, rồi. Đây là grand piano. Thì nó sáng hơn ha. Quá hay. Nhiều cái môi trường chơi đó, ví dụ xe là sân khấu này, ở đây là trong phòng hòa nhạc nè, rồi đó, nó nhiều lắm. Nhưng mà app này ở đâu có con tải? Dạ, cái này mình tải trên App Store là có. À, có. Dạ. App nó tên là gì con? Dạ. Smart Piano. Smart Pianist. Dạ, cứ search nó ra, nó ra, mình nó sẽ gợi ý cho mình. Rồi, rồi cái này mình sẽ nói sau. Rồi, cái tính năng đặc biệt mà lần nào mình cũng nói hết đó là gì? Đó là mình lấy bất kỳ một cái bài hát nào. Mình thích đúng không anh? Đúng rồi. Rồi chẳng hạn mình lấy cái bài Hold You Jupiter đi. Đó. Đây là cái bài nằm trong 50 bài classic mà trong quyển sách kia nó có đó. Nó có hiện lên nốt luôn. Đó. Rồi bấm nhấn play. Đó. Chỉnh tempo, chỉnh volume, chỉnh gì đây? Ở đây có hết ha các bạn. Rồi. Rồi bây giờ mình nhấn cái son. Son này là đâu để chút. Ồ, cái này vậy là có thể học dễ luôn hả? Dạ. Không cần phải có thầy cô ha. Không phải có, nhưng mà giúp cho mình tự học tốt dạ. Hơn. Đây trong phần user son là những cái son của người dùng. Ồ. Thì trong này có tuy mình muốn tải từ cái gì đó thì mình tải từ internet, từ iTunes hay là Dropbox. Nhớ là Dropbox các bạn copy đây cực kỳ nhạc dễ, của tôi được lắm. Không anh? Được luôn. Nói chung là bất kỳ cái MP3 nào muốn bỏ vào đây nó đều hiểu hết. Ví dụ bài Đón Mùa Xuân Về của Bảo Anh ha. Click vô, xong nhấn chữ đền. Ra ngoài nó lót ra. Đây ta có hợp âm luôn mấy game nè. Hả? À, cái này có bạn nào đó đã thù trước ra nè. Đó, cái có bạn nào đã thù sẵn hết. Rồi, coi coi còn cái nhạc gì nữa không. À, Music Database. Đây, Bằng Kiều có bài gì? Nhạc của tôi.com mới nói xong. Buồn ơi chào mi. Đó, chào luôn. Đó. Rồi, đơn. Đơn cho nó lót nha. Đó, buồn ơi ta xin chào mi. Đó là những cái hay nhất mà cái đàn này nó đem lại. Phím đàn của cái này bằng gỗ nha các bạn. Bằng gỗ. Đó. Cảm giác phím mọi thứ. Nói chung lên tới cái cây này rồi thì thôi, happy rồi.